sau là nằm phía sau khớp gối. Thì chức năng của dàn chéo sau là nó giữ cho cái mâm chày nó không có trượt ra phía sau. Còn nãy là dàn chéo trước là giữ mâm chày nó không có trượt quá ra phía trước á. Thì coi lại cái hình nãy. Nhưng mà đây là dàn chéo sau. Đây mình chú ý với dàn chéo sau nha, là nằm phía sau nè. Đối với cái hình mà chụp khớp gối phía trước thì dây chằng chéo sau nằm phía sau, còn nếu mà chụp phía sau thì dây chằng chéo sau nằm ở phía trước, thì nó nằm ở mặt ngoài là cầu trong. Đây nằm ở mặt ngoài cầu trong nè, nó chạy xuống dưới ra phía sau và ra phía ngoài và nó bám vào phía sau của mâm chày. Đây nhắm vào phía sau của mâm chày nha chị, đây nè. Còn hai cái dòng xanh xanh này là hai cái sụn chêm á nha. Thằng này là chéo trước, mũi này là chéo sau, hai đứa này là hai cái sụn chêm. Nãy mình nói đó, thì đứa kia chằng chéo trước á là có thể có tổn thương ở chằng chéo sau hoặc là tổn thương sụn chêm. Và hai bên này mình còn có hai cái dây chằng bên nữa nè. Đây là chằng bên bên ngoài và đây là chằng bên trong. Thì chức năng nhắc lại là nó ngăn, nó không có cho mâm chày trượt ra phía sau khi khớp gối gập 90 độ nha, và nó giữ mâm chày, nó không cho mâm chày sang ngoài. Đây là chức năng của dây chằng chéo sau. Cơ chế tổn thương của nó cũng giống như dây chằng chéo trước là gián tiếp hoặc là trực tiếp. Trực tiếp tức là đánh thẳng vào khớp gối nha, còn gián tiếp là do các hoạt động thể thao sinh hoạt chị nha, té rồi ngã rồi đó. Và đây là có một cơ chế cũng gặp điển hình, đó là lái xe. Cái này là bệnh nhân này ngồi trên xe nha anh chị, chứ không phải là ngồi trên toilet nha. Lúc trước tôi chiếu cái hình này vô là mấy anh chị tưởng đâu rằng là bệnh nhân này ngồi đang ngồi trên toilet, không phải. Bệnh nhân này là ngồi trên cái xe đang lái xe. Sau đó thắng đột ngột, chạy tốc độ cao đó, thắng đột ngột, thắng lại đó anh chị. Cái là con người mình nó đẩy vô trước á. Cái là cái mâm chày này nè, nó đụng vô cái chỗ bảng bảng điều khiển nè nha. Rồi cái nó lực á mạnh quá, nó đẩy cái mâm chày ra phía sau. Cái nó đứt dây chằng chéo sau nha. Hiện tại là cái laptop của tôi hình như nó đang nó bị hết pin, để tôi gắn cái thầy cha bóng chày này bên Mỹ nè đó. Chị cầu thủ này cản lại đó, lúc mà chạy đó làm cái khớp gối nó duỗi ra phía sau quá mức nha. Cái chế là khớp gối duỗi qua quá quá mức luôn, gãy đứt cái chân, cái chân chéo sau chứ chưa có gãy xương. Hoặc là gập khớp gối cũng quá mức luôn nha, gập quá mức mà gập đột ngột á nha, dẫn đến đứt cái chân. Thì đó là một số cơ chế gián tiếp đó. Cũng giống như dây chằng chéo trước thì mình có lâm sàng và cận lâm sàng. Thì lâm sàng thì đầu gối cũng đau, cũng sưng nha, không khớp gối sưng cho nên mấy cái hõm quanh cái xương bánh chè nó mất. Thì dây chằng dịch á, chằng dịch chằng máu á. Mình nếu mà có tràn dịch tràn máu của khớp gối thì mình sẽ có cái nghiệm pháp chạm được xương bánh chè giống như chạm cục nước đá đó, và test ngăn kéo sau dương tính. Nè, sưng khớp gối nè chị nha, gối sưng lên nha, cho đứt dây chằng á. Nhà mà nếu mà máu nhiều thì có chỉ có hiện tượng là có khám được cái dấu hiệu chạm cục nước đá đó. Anh chị lấy tay anh chị để ra lên cái xương bánh chè nó chìm xuống, sau đó cái xương bánh chè nó nổi lên đụng lên tay mình. Và khi nhìn thì các anh chị thấy là cái mâm chày nó lún ra phía sau nè nha, khi mà đứt hoàn toàn nha, các anh chị thấy cái dấu hiệu này rõ hơn. Còn nếu mà đứt một phần thì không thấy rõ, không thấy nha, đứt hoàn toàn hết thì nó mới lún ra phía nè, nó lún ra phía sau so với thằng kia nha, so sánh với cái thằng bên bình thường. Và đây là test ngăn kéo sau, tư thế bệnh nhân và thầy thuốc chống hạch như dây ngăn kéo trước, chỉ có khác cái là bệnh nhân quên thầy thuốc dùng cái lực đẩy cái mâm chày ra phía sau. Nghe hồi nãy là đẩy mâm chày ra phía trước, giờ đẩy ra phía sau. Nghe anh chị, nhìn thấy nè. Đây là dây chằng nó bị đứt. Và đây là đẩy mâm chày nó trượt ra phía sau. Xem cái video nha, cái ông này khám nè. Posterior jaw test, have your patient in supine lying position and ask your patient to flex his hip to 45 and his knee to 90 degrees. You can fixate this position by slightly sitting on the foot of your patient. Then
the joint line and push the TBR posteriorly in an explosive movement. The stress is positive if the TBR translates posteriorly more than 6 millimeters or if you experience a soft and Các anh chị xem xong nha, giống như nãy đâu anh chị hả? Thì nó cũng chia ra là mấy mức độ giống như nãy đó, cũng ba độ nha, độ 1, độ 2 và độ 3. Đây là bình thường, độ 1 là giãn dây chằng, độ 2 là rách một phần và độ 3 là đứt hoàn toàn nha. Thì độ 1 này giãn nè, thì cái mâm chạy á nó di chuyển từ 0,5 đến 0 đến 5. Độ 2 là từ 5 đến 10. Độ 3 là 10 trên 10 mm. Mm tức là 1 cm. Nha chị. Nè, mình chạy nó chạy ra phía sau á. Nha. Đây là độ 1 nè. Đây là nồng độ 2 nè. Đây tới độ 3 nè. Anh chị nhìn hình nha. Mình chạy nó càng ngày nó chụp 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 ra phía sau nè. Rồi chụp X quang để coi coi có gãy xương kèm theo không nha. Còn quan trọng nhất là chụp MRI. Coi coi đứt không. Và cũng giống như chằng chéo trước. Thường là mới đứt đó thì người ta sẽ không có chụp liền nha. Chờ nó hết đau, quên hết sưng rồi đó. Là khoảng 3 tuần á. Người ta chụp MRI lại người ta đọc nó rõ hơn. Chứ còn chụp sớm thì nó không có rõ. Nha, tổn thương nó không rõ ràng nha. Rồi sau đó thì quyết định có bổ hay không luôn. Phương pháp điều trị là điều trị bảo tồn hoặc là phẫu thuật, cũng giống như dây chằng chéo trước hồi nãy, nhưng mà dây chằng chéo sau thì điều trị bảo tồn được chỉ định nhiều hơn. Thì cho anh chị một cái hình, đây là chỉ định cái điều trị dây chằng chéo sau khi có tổn thương dây chằng chéo sau nha. Nếu mà có tổn thương dây chằng phối hợp á, tức là tổn thương dây chằng chéo trước rồi dây chằng bên rồi đó, chắc chắn là chỉ định phẫu thuật. Nếu mà tổn thương dây chằng chéo sau mà chỉ có tổn thương dây chằng chéo sau thôi á, nếu mà độ 1, độ 2 thì điều trị bảo tồn. Nếu mà độ 3, nhắc lại là độ 3 đứt hoàn toàn nha, nếu mà độ 3 đứt hoàn toàn mà những người đó là vận động viên á, hoặc là hoạt động thể lực nhiều đó nha, người năng động rồi đó, đi lại nhiều đó, làm nghề nghiệp nào mà chạy đi chạy lại hoài đó thì phẫu thuật. Còn cái người nào mà không phải vận động viên hoặc là cuộc sống mà ít được hoạt động á nha, thì điều trị bảo tồn. Còn nếu mà đứt dây chằng mà kèm theo bong tróc xương chày, tức là bong tróc ngay chỗ bám á nha chị, nếu mà bong tróc cái mảnh lớn á thì phẫu thuật kết hợp xương. Còn nếu mà bong cái mảnh nhỏ mà đứt dây chằng độ 1, độ 2 thì bảo tồn. Còn nếu mà đứt độ 3 và tổn thương độ 3 tức là đứt hoàn toàn thì mổ nha, tức là có một số chỉ định mổ nha chị, còn hầu như là điều trị bảo tồn. Đây là chỉ định của bên chấn thương nha, mình học nên biết. Điều trị bảo tồn mục tiêu là các anh chị lấy lại sức mạnh và lấy lại sức mạnh cơ đùi và cơ tâm đồ đùi, giống như nãy đó, lấy lại sức mạnh cơ đùi, lấy lại tầm vận động khớp và lấy lại chức năng, hoạt động chức năng của chân thôi. Thường là lấy lại sức mạnh là mình lấy khoảng 90% sức mạnh nha, so với bên lành. Lấy 100% là tốt, còn lấy không được 100% thì lấy không được 90%. Và phương pháp thì các anh chị cho bệnh nhân mang cái nẹp, nẹp gối. Để các anh chị xem nẹp rồi, sau đó tập mạnh cơ đùi. Thành cảm thụ bản thể và tập luyện các môn thể thao. Mà bệnh nhân chơi thể thao sau này á, cái môn nào á, thì các anh chị sẽ đặt cái tập luyện thiên về cái môn thể thao đó. Rồi, nẹp và duỗi gối bảo vệ chân bệnh. Khi mình có chịu sức nặng tới khi đi lại đó, nha, tập vận động khớp gối và tập mạnh cơ đùi và chịu sức nặng sau 4-6 tuần nha, từ 4-6 tuần là ok đó. Và chơi lại thể thao sau 3 tháng nha chị. Đây là điều trị bảo tồn. Chỉ định phẫu thuật hồi nãy nói rồi, vừa nhắc lại, chỉ định phẫu thuật khi tổ đứt hoàn toàn nha, có kèm theo tổn thương khác hoặc là bong tróc xương chỗ bám vô xương chày á,
phương pháp cũng giống như nãy, tức là cũng lấy cái một cái mảnh ghép từ cơ thể mình nha, lấy cái mảnh từ gân cơ thon và cơ bắp gân đó, rồi cũng tạo cái đường hầm, tạo đường hầm ở xương chày và xương đùi, rồi sau đó đưa cái mảnh ghép vô cố định là hai đầu bằng cái con vít tự tiêu nha, nó sẽ tự tiêu nha chị. Rồi lượng giá cũng giống hệt như dây chằng chéo trước nha, khỏi nhắc lại nha, giống hệt luôn đó. Phương pháp cũng giống hệt luôn, cũng nhìn rồi cũng đo tầm vận động giống hệt như nãy nha, tôi lướt qua luôn nha. Rồi xác định các vấn đề cũng giống hệt như nãy luôn, không gì hết. Là cuối cùng là sau khi khám xong rồi các anh chị sẽ tóm tắt là đưa ra cái vấn đề điều trị ở đây, đó là bệnh nhân có hạn chế tầm động khớp không, hạn chế bao nhiêu độ để mình lấy lại, có yếu cơ không, và sức cơ hiện tại của nhân là bật máy nha, 4/5 hay là 3/5, và hạn chế chức năng không, tức là hiện tại bệnh nhân đi được chưa, chạy nhảy được không nha chị, lên xuống cầu thang được hay không đó, và mình sẽ tiếp tục phục hồi lại. Thì cũng giống như dây chằng chéo trước hồi nãy, mình có hai giai đoạn. Giai đoạn trước khi mổ, nhắc lại là đứt cái chằng xong là khoảng từ 3-4 tuần nha, là chờ nó giảm sưng, giảm viêm. Rồi trong 3-4 tuần đó là gọi là giai đoạn trước khi phẫu thuật á, là mình sẽ tập trước. Rồi sau đó thì khi hết đau, quên hết viêm, hết sưng rồi nha, ta chụp MRI xác định lại người ta quyết định mổ, thì mình sẽ có khoảng thời gian tập trước khi mổ. Thì mục tiêu của anh chị lẫn là giảm đau, giảm sưng, khôi phục hoàn toàn tầm vận động khớp gối và sức mạnh cơ đùi, và hướng dẫn bệnh nhân những nguyên tắc cơ bản phục hồi sau khi phẫu thuật tái tạo dây chằng nha. Giảm đau, giảm sưng, lấy lại tầm vận động, lấy lại sức mạnh của cơ nha. Và hướng dẫn nếu mà bệnh nhân sau khi mổ có làm gì đó thì hướng dẫn trước trong giai đoạn này nha, để bệnh nhân quen, thì sau khi mổ để bệnh nhân tiếp tục tập lại mà không cần phải hướng dẫn nữa. Thì phương pháp cũng giống như nãy, vẫn là áp dụng nhiệt lạnh, băng ép, kê cao chi, vận động cổ chân, gập lưng, gập lòng bàn chân á, và vận động các ngón chân. Cho bệnh nhân mang nẹp khúc gối nha, sau đó là giai đoạn sau thì ta tập các bài tập tăng cường sức mạnh nha, thận trọng tập có kháng trở cơ tam đầu đùi, và các bài tập gập khúc gối chủ động không vượt quá 60 độ. Rồi đây là phục hồi chức năng sau khi mổ nha. Mình tập trước khi mổ khoảng 3-4 tuần, sau đó bệnh nhân mổ và mình sẽ tập sau khi mổ. Chương trình trong khi mổ thì gồm có giai đoạn 1 từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 14, tức là 2 tuần đầu, vẫn là kiểm soát sưng, đau, cải thiện dáng đi, cải thiện khả năng kiểm soát cơ tứ đầu đùi, tăng dần tầm vận động của khớp gối, nhưng mà vẫn bảo vệ mảnh ghép nha, đừng có quên bảo vệ mảnh ghép nha anh chị. Thì là sau khi đưa ra mục tiêu rồi thì mình sẽ đưa ra phương pháp. Phương pháp của mình trong giai đoạn 1, tức là 2 tuần đầu thì vẫn là nhiệt lạnh. Anh chị nhớ là trong giai đoạn đầu là nhiệt lạnh hết nha, băng ép, đi lại bằng nạng, mang cái nẹp gối. Đầu tiên là chịu sức nặng dung nạp, chịu sức nặng dung nạp là chịu sức nặng tùy theo khả năng bệnh nhân đó. Sau đó là chịu sức nặng hoàn toàn trong 2 tuần đầu. Những ngày đầu, ngày thứ 2 là chịu sức nặng dung nạp, sau đó tới 2 tuần đầu là bệnh nhân sẽ chịu sức nặng hoàn toàn. Nẹp có gối mang khoảng từ 4 tuần hoặc là 6 tuần cũng được nha, nếu bệnh nhân sợ, cũng giống như trạng trước á. Và nhận chú ý là tập vận động duỗi khớp gối, ưu tiên là tập lấy lại tầm vận động duỗi nha, duỗi phải trở về 0 độ, sau đó hãy tập tầm vận động gập gối. Mình sẽ tập vận động thụ động gập và duỗi gối từ 0 cho đến 60 độ 3-4 lần trên ngày, co cơ tĩnh cơ tứ đầu đùi, nâng thẳng chân và duỗi khớp gối từ 0 đến 60 độ. Nhắc lại là đây là mang cái nẹp, nẹp này Việt Nam mang, nước ngoài nó mang nẹp này, có thể chỉnh được tầm vận động bao nhiêu nha. Dù cho phép bệnh nhân vận động từ 0 đến 60 thì mình chỉnh tới 60, làm khóa lại ngay tới 60 á. Rồi đây là bài tập di động xương bánh chè nè nha anh chị, đây bài tập duỗi gối nè nha, đặt cái chân lên cái nãy cái khăn á, hoặc là đặt lên cái gì cũng được nha, sau đó để
ta để cột một cái cục tạ lên ngay cái đùi để cho nó đẩy, nó nặng á, nó đè cái gối duỗi ra. Quan trọng nhất là phải lấy làm lại tầm động duỗi. Thì qua đến giai đoạn 2 là tuần thứ 3 cho đến tuần thứ 6, thì mục tiêu là đạt được cái duỗi gối hai bên ngang như nhau, tức là bên phẫu thuật và bên lành là duỗi gối giống hệt nhau đó, tức là trở về bình thường đó, và gập gối là lên được 60, lên được 90 độ. Hồi nãy hai tuần đầu là lên, gập gối có 60 nha chị, giờ này là 90 nè. Cải thiện sức mạnh cơ tứ đầu đùi, phục hồi khả năng di động xương bánh chè và khôi phục lại dáng đi bình thường. Thì đây phương pháp. À, nếu bệnh nhân vẫn còn đau còn sưng thì dùng nhiệt lạnh băng ép nha, còn nếu không thì thôi nha, đừng có dùng nhiệt lạnh nữa nha. Dùng nhiệt lạnh nhiều quá thì nó sẽ co mạch, giảm quá trình viêm, dẫn đến là chậm lành vết thương. Khi nào mà có đau có sưng nhiều thì mới dùng, còn nếu không thì thôi. Thì giai đoạn này là tập gập gối lên 90 độ nha, ở tuần thứ 3, tuần thứ 4 là lên 100 độ. Di động xương bánh chè, tăng sức mạnh của cơ, bài tập chủ đóng nha. Chủ đóng là tức là hai bàn chân cố định đó nha, tránh gập gối chủ động và tăng sức cơ tăng đầu đùi. Giai đoạn tức cũng là giai đoạn 2, tuần thứ 3 đến 6 là bệnh nhân sẽ đi lại và chịu sức nặng hoàn toàn. Các bài tập kiểm soát thần kinh cơ, ví dụ như chuyển trọng lượng sang chân phẫu thuật, đứng trên một chân trên bề mặt ổn định, tức bề mặt cứng đó, không phải là bề mặt xốp. Rồi qua giai đoạn 3 là tuần thứ 7 đến tuần thứ 12, thường là mục tiêu là mình tăng dần tầm vận động đến khi đạt tầm vận động hoàn toàn, tăng sức mạnh của cơ. Mình sẽ bỏ nẹp nha, nãy là từ 4 tuần hoặc là kéo dài đến 6 tuần á, là tới tuần thứ 7 là mình bỏ nẹp rồi. Tầm vận động khớp gối hoàn toàn vào cuối tuần thứ 10 hoặc là tuần thứ 12. Tới tuần thứ 10 thì hoặc là tuần thứ 12 là bệnh nhân sẽ gập gối giống như bên bên lập. Rồi bắt đầu tăng sức mạnh của cơ tam đầu đùi bằng các bài tập chuỗi mở. Bài tập chuỗi mở tức là bài tập mà hai bàn chân không cố định nha, tức là hai bàn chân nó không cố định, còn hai bài tập chuỗi đóng là hai bàn chân cố định, và các bài tập co cơ tam đầu đùi. Đây là bài tập chủ mở nha, bàn chân được mở ra nè nha anh chị. Còn nếu như bài tập chủ đứng, tức là bài tập mà các anh chị tập squat đó. Squat đó. Các anh chị đứng hai chân rồi các anh chị gập gối rồi gập háng, rồi sau đó anh chị duỗi gối duỗi háng mà hai bàn chân vẫn cố định trên mặt đất đó. Đó là bài tập chủ đóng, còn đây là bài tập chủ mở. Nhà tiếp tục các bài tập kiểm soát kinh cơ như là tập thăng bằng một chân trên bàn mà không ổn định, như là trên đứng trên cái bọt xốp nha, hoặc là ván thăng bằng. Đây là bài tập thăng bằng một chân đứng trên mặt phẳng không có vững nha, không ổn định đó. Đây rồi tuần thứ 12 cho đi, tức là sau 3 tháng là phục hồi hoạt động bình thường và dần dần trở lại chơi thể thao nha. Mình sẽ phục hồi sức mạnh và sức bền. Thường là đối với vận động viên thể thao thì người ta mới tập tiếp giai đoạn này, còn đối với người bình thường thì giai đoạn này như người ta không tập nữa. Các bài tập mạnh cơ, cầm thủ bản thể, đi và chạy, khi mà sức mạnh ít nhất là 75% so với bên lành và khoảng 6 tháng sau phẫu thuật. Nói lại nói che lại là sau 6 tháng thì mới bắt đầu cho bệnh nhân chơi thể thao, cả dây chằng chéo trước và chéo sau. Áp dụng các bài tập nhanh nhẹn từ tháng thứ 6 tháng thứ 9. Các bài tập thay đổi hướng, tức là chạy sau đó dừng lại, đổi hướng đột ngột á, chạy tới chạy lui chạy ngang và trở lại chơi thể thao. Thì đây là một cái bảng rất là nhỏ xíu, như trong bài các anh chị có, anh chị sẽ lấy cái bài ra coi, thì tôi ra cắt ra thì nó rất là nhỏ nha. Thì đây là tóm tắt lại hết luôn á, trong chương trình tập của gia trần chiếu sao, không biết là cái bài của anh chị có không nữa. Nếu không có thì nói tôi gửi cái bản này cho. Mình tóm tắt nè, đây là kỹ thuật phục hồi chức năng sau phẫu thuật tính tuần, còn đây là sau phẫu thuật tính tháng. Thì tuần là mình có tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4, tuần 5, 6, 7, 8, 9 đến 12 tuần.
sau 12 tuần xong rồi tới giờ tháng thứ tư đó, tháng thứ năm, tháng thứ sáu, tháng thứ bảy, tháng 12 nha. Thì cái nẹp mình cho bệnh nhân sẽ mang nẹp vào tuần thứ nhất, tuần thứ hai, tuần thứ ba, tuần thứ tư và có thể kéo dài đến tuần thứ năm, tuần thứ sáu nha, là bỏ nẹp. Tầm vận động khớp gối đạt được là tuần thứ nhất, tuần thứ hai là đạt được 90 độ, tuần thứ ba, thứ tư là 110, tuần thứ năm, thứ sáu là 120, tuần thứ bảy, tuần thứ tám là 135, tức là tuần thứ bảy, tuần thứ tám là đạt hết hoàn toàn á nha. Còn nếu như bệnh nhân không đạt được thì cũng cố gắng tới tuần thứ 10 anh chị, 10 hoặc tuần thứ 12. Chịu sức nặng là 25% trọng lượng cơ thể vào tuần thứ nhất, tuần thứ hai, 50% vào tuần thứ ba, thứ tư, chịu sức nặng hoàn toàn vào tuần thứ năm và tuần thứ sáu. Tập vận động xuống bánh chè kéo dài cho đến từ tuần nhất, tuần hai cho đến tuần thứ bảy và tuần thứ tám. Kích thích điện, kích thích cơ tứ đùi á, nha, kích thích cơ đó. Kéo dài từng 1, từng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tới từng 9, tới từng 12 vẫn kích thích điện được luôn nha. Dùng nhiệt lạnh để kiểm soát đau và sưng suốt trong giai đoạn phục hồi chức năng luôn, tức là từng 1, từng 12 tới từng tới thứ 7, tháng 7, tháng 12 luôn nếu bệnh nhân vẫn còn đau còn sưng. Áp dụng bài tập kéo giãn cơ tam đầu đùi, cơ tam đầu gân chân và châu chày tứ đầu đùi, áp dụng hết tất cả các giai đoạn luôn nha. Tập sức mạnh hướng dẫn bệnh nhân gồng cơ tứ đầu đùi, nâng thẳng chân, duỗi khớp gối là tới tuần 9 tới tuần thứ 12. Áp dụng bài tập chuỗi đóng là bắt đầu tuần thứ năm và tuần thứ sáu và kéo dài cho đến tháng thứ sáu. Rồi gập gối từ 90 độ đến về không là áp dụng trong từ tuần thứ 9 tới tuần 12 cho đến dài cho đến tháng 7, tháng 12 nha. Và duỗi gối trong đồng độ từ 90 đến 30 độ là áp dụng từ tuần thứ ba, tuần thứ tư và kéo dài đến tháng 7, tháng 12 luôn. Đây là còn tiếp tục nữa nè anh chị nha. Sau đó tập tăng sức cơ, rồi tập thăng bằng, tập điều hòa, rồi chạy đường thẳng, chạy số 8, tập nhún nhảy, chơi thể thao hoàn toàn là bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 12 nha. Tập nhún nhảy cũng tháng 7, 12, chạy số dòng số đường số 8 là cũng tháng 7, tháng 12 nha. Chạy đường thẳng là cho bắt đầu từ tháng thứ 6 nha chị. Đây là cái mốc á, cái bảng này là cái mốc để mình theo dõi để mình tập luyện cho bệnh nhân. Có thể là bệnh nhân có một số người thì tốt thì có thể sớm hơn chút nha, có người thì muộn hơn chút. Thì đây là một số bài tập nha, bài tập trượt của bàn chân á, ở tư thế ngồi. Còn đây là trượt tường nè chị. Ở đây là tập kéo giãn bằng khăn. Nha, còn đây là bài tập mà qua vượt qua chướng ngại vật. Đó là một số bài tập đó anh chị. Là mình kết thúc xong dây chằng chéo sau. Nói chung là cách tập giống hệt như dây chằng chéo trước, không gì khác hết. Nhưng mà cái thời điểm phục hồi lại tầm vận động khớp gối nó hơi chậm hơn so với dây chằng chéo chéo trước. Chậm hơn chút xíu thôi. Rồi các anh chị có gì thắc mắc không? Từng đó mình sẽ giới thiệu thay khớp háng và thay khớp gối. Nó cũng tập tương tự giống giống vậy nè. Không biết còn ai học nữa không nữa hay ngủ hết rồi. Anh chị có gì thắc mắc không chị? Còn học không?